Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc điều hòa nhiệt độ của hãng Fujitsu. Thì tất cả chức năng của chiếc điều hòa này sẽ nằm trên chiếc điều khiển từ xa. Thường thì các bạn lưu ý nhé, khi mà dùng điều hòa đến hết mùa hè thì các bạn nên tháo pin ra khỏi điều khiển vì rất nhiều người là hay bị hỏng điều khiển do pin để lâu sẽ bị chảy nước và tới cái mùa hè thì các bạn lại lắp pin trở lại thì như thế sẽ dùng được bền hơn. Về cấu tạo thì cái điều khiển này nó sẽ có màn hình hiển thị thông số này, các cái nút bấm và cái nút to nhất này là nút start stop thì thông thường các bạn dùng các bạn chỉ việc bấm nút start là khởi động điều hòa lên sau đó thì các bạn sẽ chọn cái chức năng chính các bạn bấm vào nút master control chúng ta sẽ điều chỉnh được là các cái chức năng sau auto là tự động hoàn toàn cool là làm lạnh dry là hút ẩm fan là chức năng quạt mát và heat là chức năng làm nóng tức là điều hòa này điều hòa hai chiều đấy ạ thì tùy vào nhu cầu các bạn sẽ chọn các chức năng thông thường nếu mà mùa hè thì các bạn sẽ để là cool là làm lạnh còn để hút ẩm khi mà không khí ẩm thì bạn sẽ để dry còn chỉ để quạt mát ấy, cái chức năng cũng rất ít dùng thì để fan và mùa đông ấy, thì chúng ta cần sửa sẽ để là hít thì với chức năng nào cũng vậy chúng ta cũng sẽ điều chỉnh được là nhiệt độ và tốc độ quạt ví dụ ta để chức năng làm lạnh thì ở đây nó sẽ hiển thị cái nhiệt độ mà hướng tới Tức là điều hòa sẽ chạy tới cái nhiệt độ nó sẽ dừng Và để hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất Thì các bạn nên set này thành là gì ạ 26 độ Đây các bạn sẽ bấm lên xuống để chỉnh vào khoảng 26 độ Còn tất nhiên bạn muốn lạnh hơn thì bạn sẽ để nhiệt độ thấp hơn Đây là điều chỉnh nhiệt độ bằng cộng trừ Còn điều chỉnh quạt bình thường nó là tự động Thì các bạn sẽ bấm vào nút Fan Control này Để điều chỉnh gì ạ Cái tốc độ quạt Thấp này Rồi đây là chạy yên tĩnh này hay là chạy tốc độ cao, tùy vào nhu cầu các bạn có thể điều chỉnh các tính năng, còn không thì ta để auto tự động hoàn toàn. thì mỗi lần bấm nó sẽ điều chỉnh cái điều hòa chúng ta chạy theo cái yêu cầu. ở dưới này là hai nút điều chỉnh hướng gió là nút set theo các hướng nào, còn swing này là bật tắt là có chuyển hướng hay không. các bạn cứ bấm lên nó sẽ điều chỉnh cái điều hòa chúng ta. thế còn phần hẹn giờ thì cái này có chức năng hẹn giờ nhanh là sleep cái nút màu cam trên cùng này ta ấn nút sleep thì nó sẽ hỏi các bạn là muốn tắt sau bao nhiêu giờ thì các bạn bấm đây mặc định nó là một giờ các bạn có thể ấn lên hoặc xuống để chọn giờ phút vừa ta để là 2 giờ 30 thì nó sẽ tự động tắt sau 2 giờ 30 phút nữa để chỉ được đồng hồ thì ta sẽ để màn hình nó hiện giờ đã sau đó các bạn bấm vào cái nút time adjust lúc này thì các bạn sẽ chỉnh giờ đúng nhé lên và xuống để chỉnh ví dụ bây giờ đang là 12 giờ à bây giờ ví dụ bây giờ đang là 13 giờ 30 sau đó chỉnh xong ta lại bấm nút rất bây giờ muốn hẹn giờ nó sẽ bấm nút tam lúc này thì các bạn sẽ chọn hai chế độ là off hay là on off là để hẹn giờ tắt các bạn sẽ điều chỉnh lên hoặc xuống để điều chỉnh cái giờ gọn muốn tắt điều hòa thế còn on thì là mở các bạn sẽ điều chỉnh cái giờ mà điều hòa sẽ tự động bật thế còn chuyển sang cái reset này, này ta sẽ không hẹn giờ nữa như vậy cách dùng rất là đơn giản các bạn chỉ phải bật lên thôi sau đó chọn cái chế độ làm lạnh hay là sưởi ấm rồi chọn nhiệt độ thôi và điều hòa sẽ tự động chạy nếu thích thì điều chỉnh thêm tốc độ quạt và hướng gió để tìm hiểu kỹ hơn về các loại điều khiển điều hòa khác nhau các bạn có thể truy cập trong app gia dụng nhà việt com cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại